vịt ong sấu, vịt quay, vịt nướng, vịt luộc, vịt chan muối, vịt hầm bia, vịt kho sả là hàng loạt những món ăn được chế biến từ thịt vịt. Không chỉ thơm ngon, dễ ăn, những món ăn này còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, 100 g thịt vịt bao nhiêu calo và ăn vịt có béo không thì không phải ai cũng biết. Nếu bạn đang quan tâm tới điều này đồng thời muốn duy trì vóc dáng, cân nặng của mình thì hãy xem ngay bài viết sau. 100 g thịt vịt bao nhiêu calo? Theo các chuyên gia dinh dưỡng về mặt năng lượng, thì trung bình 100 g thịt vịt chứa khoảng 267 calo cùng 17,8 gram đạm, 900 mg cho, 13 mg canxi, 1,8 mg sắt, 59,3 gram nước, 21,8 gram chất béo, 145 mg phốt pho, 4,7 gram vitamin TP, 240 microgram vitamin A, 100 microgram vitamin B1, 200 microgram vitamin B2. Lượng calo trong thịt vịt có thể thay đổi tùy thuộc vào cách chế biến của mỗi người. Thịt vịt luộc bao nhiêu calo? Cách làm vịt luộc khá đơn giản, bạn chỉ cần khử mùi hôi rồi rửa sạch vịt với nước. Sau đó bắt nồi nước lên bếp, cho vịt vào đun sôi. Nước sôi thì hạ nhỏ lửa đun thêm khoảng 5-10 phút là được. Do không phải tâm ướp thêm gia vị nên vịt luộc có lượng calo tương ứng như vịt chưa chế biến, khoảng 267 calo 100 g. Vịt quay bao nhiêu calo? Để làm vịt quay, bạn cần chuẩn bị 2 kg vịt, 15 ml dầu, gừng, tỏi, hoa hồi, lá nguyệt quế, lá đinh hương, vỏ cam khô, 100 ml rượu gia vị hoặc rượu gạo, 15 g đường, 20 ml xì dầu đặc, 60 ml nước tương, 45 ml giấm gạo, 5 g hồ tiêu, 1 lít nước, 5 ml mật ong hòa loãng cùng 5 ml nước ấm. Cách thực hiện: bóp vịt với chút muối, tiêu, gừng đập dập, rượu trắng trong khoảng 30 phút để khử mùi hôi rồi rửa sạch để ráo. Bắt chảo lên bếp, làm nóng dầu ăn rồi cho vịt vào áp chảo để phần da vàng giòn. Nên sử dụng chảo lớn, chuẩn sâu cho dễ làm. Những phần thịt của vịt không xuống được chảo thì bạn múc dầu nóng dối lên chỗ đó. Khi da vịt đã vàng đều thì bỏ vịt ra ngoài. Bắt nồi cái nồi lên bếp, thêm 15 ml dầu từ chảo vừa áp chảo vịt sang để phi thơm tỏi. Gừng trong 1 phút rồi đổ đường vào khuấy đều tới khi tan hết. Thêm rượu, nước tương, xì dầu, giấm, hoa hồi, đinh hương, lá nguyệt quế, vỏ cam, hồ tiêu và nước vào rồi khuấy đều. Cho vịt vào nồi gia vị sao cho phần nước gia vị ngập tới nửa con vịt. Ra giảm nước nếu cần thiết. Bật lửa to đợi nồi gia vị và vịt sôi rồi hạ nhiệt độ, hầm khoảng 50-60 phút để vịt ngấm đều gia vị. Chú ý lật vị sau 25-30 phút để hai mặt đều chín được chín đều. Vịt chín thì bỏ ra, đổ hết nước trong khoang bụng vịt ra ngoài. Làm nóng lò vi sóng ở nhiệt độ 220 độ C trong khoảng 5-10 phút. Quét thêm mật ong lên toàn thân vịt rồi cho vào lò nướng khoảng 12-15 phút tới khi thấy phần da giòn lên là được. Có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp để vịt không bị cháy. Vịt quay chín thì lấy da để nguội rồi chặt miếng vừa ăn là xong. 2 kg vịt quay cùng những nguyên liệu như trên chứa khoảng 6.250 calo, tương ứng 100 g vịt quay chứa khoảng 312,5 calo. Thịt vịt nướng bao nhiêu calo? Để làm vịt nướng, bạn cần chuẩn bị 1,5 kg vịt, hành tím, tỏi, ớt, sả, màu điều, hạt nêm, dầu hào, tiêu, muối. Cách thực hiện: thịt vịt đem rửa sạch với rượu và gừng để khử mùi hôi rồi rửa lại bằng nước sạch. Dùng khăn thấm khô. Nếu muốn nướng cả con thì để nguyên, còn không thì chặt thành miếng hơi to một chút rồi dùng que nhọn chọc sơ cả hai mặt vịt. Hành tím, tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ, để riêng hai loại. Sả rửa sạch, bỏ vỏ ngoài rồi đập dập, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuốn, băm nhỏ. Cho 2 thìa xì dầu, 1 thìa mật ong, 1 thìa đường, 1 phần 2 thìa tiêu, 1 thìa dầu hào vào một cái bát lớn rồi trộn đều. Cho lần lượt hành băm, tỏi băm, sả băm, ớt băm vào bát gia vị trên. Cuối cùng là thêm một muỗng màu điều rồi trộn đều. Đối với vịt đã chặt ra, bạn cho thịt vào bát gia vị ướp khoảng 15 phút là được.
Còn với vịt nguyên con thì bạn dùng chổi nhỏ nhúng vào hỗn hợp gia vị rồi quét đều lên cả trong và ngoài vịt. Nếu không có chổi, bạn có thể đeo bao tay rồi rà sát lên vịt bằng tay cũng được. Với vịt nguyên con thì cần ướp khoảng 20 phút. Cho vịt vào lò nướng, lò vi sóng hoặc tự nướng bằng bếp than. Nếu nướng bằng bếp than, bạn nên để vịt cách bếp khoảng 35cm. Than cần trải đều để vịt được cháy đều. Chú ý lật vịt để vịt chín đều, không bị cháy. Thời gian nướng trên bếp than khoảng 20-25 phút. Còn nếu nướng vịt bằng lò nướng, bạn cho vịt vào lò chỉnh nhiệt độ 220 độ C trong vòng 12-15 phút là được. Còn nếu quay bằng lò vi sóng, bạn nên bật lò 220 độ C trước 10 phút rồi cho vịt vào nướng khoảng 25-30 phút. 1,5 kg vịt nướng cùng các nguyên liệu để tẩm ướp như trên chứa khoảng 100 calo, tương ứng 100 gram vịt nướng chứa khoảng 273 calo. Lượng calo này có thể tăng thêm tùy thuộc vào loại nước chấm mà bạn ăn. Trong đó, nước chấm vịt nướng được tạo ra bởi tỏi, hành khô, ớt, bột năng, dầu ăn, nước tương, dầu mè và đường cắt trắng. Thịt vịt rang muối bao nhiêu calo? Để làm vịt rang muối, bạn cần chuẩn bị 1 kg thịt vịt, 2 thìa muối rang, 1 gói nhỏ bột năng, húng, sả, bột canh, bột nêm, dầu ăn. Cách thực hiện: sả bóc bỏ lớp vỏ ngoài rồi trẻ nhỏ, dao húng rửa sạch để ráo. Thịt vịt đem rửa sạch với rượu và gừng để khử mùi hôi rồi dùng khăn thấm khô, chặt miếng vừa ăn. Cho bột năng ra bát rồi lăn từng miếng vịt qua lớp bột năng sao cho bột năng bám đều miếng vịt. Bắt chảo lên bếp, thêm dầu ăn đợi nóng già rồi thả từng miếng vịt đã lăn qua bột vào chiên. Vịt chín thì gấp bỏ ra để có lót giấy thấm dầu. Tiếp tục dùng chảo vừa chiên vịt để chiên dao húng và sả, nên chiên từng loại. Chiên giòn thì vớt ra đĩa, đổ phần dầu thừa trên chảo đi. Đặt lại lên bếp đợi khô thì cho vịt vừa chiên vào đảo nhanh tay. Thêm 2 thìa muối rang rồi xóc đều một lúc. Gấp vịt rang muối ra đĩa, cho dao húng và sả lên trên là xong. 1 kg vịt rang muối cùng các nguyên liệu như trên chứa khoảng 3.242 calo, tương ứng 100 gram vịt rang muối chứa khoảng 324,2 calo. Ăn thịt vịt có béo không? Như đã chia sẻ ở trên thì 100 gram thịt vịt luộc chứa khoảng 267 calo. Lượng calo này có thể tăng lên đến 324,2 calo một 100 gram tùy thuộc vào cách chế biến của mỗi người. Để ăn no với thịt vịt, bạn cần khoảng 400-500 gram tương ứng 1.068-1.621 calo. Lượng calo này vượt quá lượng calo cần thiết cho một bữa 667-733 calo, nên hoàn toàn có thể gây tăng cân nếu bạn không điều chỉnh lượng calo tiêu thụ từ các bữa khác trong ngày. Với cách so sánh như vậy, chúng ta cũng hoàn toàn có thể biết được ăn vịt quay có béo không, ăn vịt nướng có béo không, thịt vịt có giảm cân không. Thịt vịt có hàm lượng chất béo cao, chất béo này là chất béo không bão hòa, ít gây hại tới sức khỏe. Tập trung chủ yếu giữa lớp da và thịt. Để tránh hấp thụ quá nhiều chất béo từ vịt, bạn có thể bỏ đi lớp da bên ngoài. Bên cạnh đó, bạn cần điều chỉnh lượng calo tiêu thụ từ các món ăn khác. Cụ thể, mỗi ngày chúng ta cần khoảng 2.000-2.200 calo. Nếu bạn ăn thịt vịt cùng các món ăn khác dưới mức năng lượng cần thiết này thì hoàn toàn có thể giảm cân. Một số lưu ý khi ăn thịt vịt để tốt cho sức khỏe mà không lo tăng cân. 100 g thịt vịt bao nhiêu calo? Ăn thịt vịt có béo không? Chúng ta đã có câu trả lời ở bên trên. Để ăn thịt vịt mà không lo tăng cân và tốt cho sức khỏe, bạn cần chú ý một số điều dưới đây. Tính toán lượng calo tiêu thụ trong ngày. Mỗi ngày chúng ta cần khoảng 2.000-2.200 calo để học tập và làm việc. Nếu bạn ăn 100 gram vịt thì chỉ được nạp thêm tối đa 1.933-1.676 calo từ các thực phẩm khác. Còn nếu bạn ăn 200 gram vịt thì chỉ được nạp thêm tối đa 1.666-1.352 calo từ các thực phẩm khác. Kết hợp thịt vịt với các món ăn chứa nhiều rau xanh, hoa quả. Rau xanh và hoa quả giàu vitamin và chất xơ giúp dạ dày nhanh no. Hạn chế hấp thụ thêm thịt vịt cùng các món ăn khác. Bên cạnh đó, rau xanh và hoa quả thường ít calo nên dù ăn nhiều cũng khó có thể ảnh hưởng tới cân nặng. Hạn chế tinh bột.
Hạn chế tinh bột là phương pháp giảm cân lao cắt được nhiều ngôi sao Hollywood áp dụng. Chế độ ăn kiêng này tập trung vào các nguồn cung cấp protein như thịt, gia cầm, cá, trứng và một số loại rau không chứa tinh bột, đồng thời hạn chế tối đa cơm, ngũ cốc, thức ăn họ đậu, bánh mì, mì, đồ ngọt, rau chứa nhiều tinh bột. Được đánh giá là cho hiệu quả giảm cân tốt hơn là chế độ cắt giảm chất béo. Tránh ăn sau 7 giờ tối. Sau 7 giờ tối là khoảng thời gian chúng ta ít vận động. Nếu ăn quá nhiều thịt vịt sau khoảng thời gian này sẽ khiến cơ thể dễ tích tụ năng lượng, mỡ thừa gây tăng cân. Tăng cường tập luyện. Tập thể dục thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng. Cụ thể là kiểm soát cân nặng. Luyện tập thể dục thể thao giúp cơ thể ngăn tích tụ mỡ thừa, đốt cháy nhiều calo, giảm cân hiệu quả. Phòng ngừa bệnh tật. Luyện tập thể dục thể thao giúp cơ thể thúc đẩy lượng lipoprotein tỷ trọng cao, HDL, từ đó phòng ngừa và kiểm soát nhiều vấn đề sức khỏe như đột quỵ, cao huyết áp, đái tháo đường tai 2, viêm khớp, hội chứng chuyển hóa, nhiều loại ung thư. Cải thiện tâm trạng. Luyện tập thể dục thể thao kích thích các chất trong não giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thư giãn và ít lo lắng hơn. Việc tập luyện thường xuyên khiến cơ thể săn chắc, cân đối vóc dáng cũng góp phần khiến chúng ta tự tin hơn, nâng cao lòng tự trọng, ngủ ngon hơn. Luyện tập thể dục thể thao giúp chúng ta ngủ nhanh hơn, ngủ ngon hơn, sâu hơn. Chú ý không tập thể dục quá gần với giờ đi ngủ là được. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đọc đã biết được 100g thịt vịt bao nhiêu calo, ăn thịt vịt có béo không, nên ăn thế nào để tránh tăng cân.